13. Phẩm Đà La Ni. Lúc bấy giờ trời đế thích thầm nghĩ, các thiện nam thiện nữ vân vân được nghe pháp môn danh tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, nên biết thời quá khứ đã từng thân cận vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, phát thệ nguyện rộng lớn trồng các thiện căn, được sự hộ trì của nhiều thiện tri thức, huống chi là viết chép, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết cho người khác, hoặc tùy theo sức mà tu hành như lời dạy. Nên biết người này đã ở chỗ vô lượng Đức Phật đời quá khứ, thân cận, phụng sự, cúng dường, cung kính, trồng nhiều cội phước đức, từng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghe rồi thọ trì, suy nghĩ, đọc tụng, tuyên thuyết cho người khác, tu hành đúng theo lời dạy, hoặc đối với kinh này hỏi đáp thông suốt, do nhờ phước lực đời trước, nay việc được thành tựu. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đã từng cúng dường vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, công đức thuần tịnh, nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thập Thâm, tâm vị ấy không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, nghe rồi tin ưa, tu hành theo lời thuyết. Nên biết người này từng ở chỗ vô lượng trăm ngàn muôn ước Phật đời quá khứ, phát thệ nguyện rộng lớn, tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nay sanh ra đời, thành tựu được việc này. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, tâm vị ấy không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, vì đã nghe, viết chép, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết cho người khác, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, để tu hành đúng như lời dạy, nên biết người này giống như các đại Bồ Tát ở địa vị bất thối. Vì sao? Vì nghĩa lý thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa rất khó tin hiểu. Nếu ở đời trước tu hành bố thí vân vân sáu pháp Ba La Mật Đa không dài lâu, thì đâu có thể vừa nghe liền tin hiểu được. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe thuyết nghĩa lý thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa khinh chê hủy báng, nên biết người này đời trước đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cũng từng hủy báng. Vì sao? Vì người ngu như thế nghe thuyết nghĩa lý thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa do sức không tin, không ưa, tâm không thanh tịnh đã huân tập đời trước. Vì sao? Vì người ngu như vậy ở đời quá khứ chưa từng thân cận chư Phật, Bồ Tát và hiền thánh khác, chưa từng thỉnh vấn chư vị đó nên hành bố thí vân vân sáu pháp Ba La Mật Đa thế nào, cho đến nên học 18 pháp Phật bất cộng thế nào, cho nên bây giờ nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm liền khinh chê hủy báng, không tin, không ưa, tâm không thanh tịnh. Lúc bấy giờ trời đế thích hỏi Xá Lợi Tử: Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nghĩa lý thậm thâm rất khó tin hiểu, có người tin ưa tu hành bố thí vân vân sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác chưa lâu dài, nên nghe nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này không thể tin hiểu, hoặc sanh tâm hủy báng, điều này không gì là hiếm có. Thưa Đại Đức, tôi nay kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Nếu tôi kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Khi ấy Phật bảo trời đế thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chư Phật đạt được trí nhất thiết trí và vô lượng vô biên công đức khác, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thành tựu. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát muốn trụ trí nhất thiết trí của Như Lai, nên trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn phát khởi trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của chư Phật, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn chấm dứt tập khí phiền não tương tục, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân muốn đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kiểu thi ca, nếu đại bồ tát muốn an lập bậc chủng tánh thanh văn, an trụ thanh văn thừa, bậc chủng tánh độc giác, an trụ độc giác thừa, bậc chủng tánh bồ tát, an trụ vô thượng thừa, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát muốn chinh phục chúng ma, đẩy lùi bọn ngoại đạo bè đảng xấu ác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát muốn nhiếp hóa các bí xô, điều phục họ hoàn toàn, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, vì sao phải trụ sắc, vì sao trụ thọ tưởng hành thức, vì sao tập học sắc, vì sao tập học thọ tưởng hành thức, cho đến vì sao trụ 18 pháp Phật bất cộng, vì sao tập 18 pháp Phật bất cộng. Phật bảo trời Đế Thích: lành thay, nay ông nhờ thần lực Phật có thể hỏi Như Lai nghĩa sâu xa như vậy, ông nên lắng nghe, ta sẽ vì ông mà thuyết. Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu đối với sắc không trụ không tập là trụ là tập sắc, nếu đối với thọ tưởng hành thức không trụ không tập là trụ là tập thọ tưởng hành thức, cho đến nếu đối với 18 pháp Phật bất cộng không trụ không tập là trụ là tập 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đối với sắc không đắc có thể trụ có thể tập, đối với thọ tưởng hành thức không đắc có thể trụ có thể tập, cho đến đối với 18 pháp Phật bất cộng không đắc có thể trụ có thể tập. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với sắc chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng tập, chẳng không tập, là trụ là tập nơi sắc, nếu đối với thọ tưởng hành thức chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng tập, chẳng không tập, là trụ là tập nơi thọ tưởng hành thức, cho đến nếu đối với 18 pháp Phật bất cộng chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng tập, chẳng không tập, là trụ là tập 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, quan sát sắc cho đến 18 pháp Phật bất cộng giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, vì chân như sắc sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là sâu xa, cho đến chân như 18 pháp Phật bất cộng sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là sâu xa. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế khó có thể so lường. Phật dạy: Đúng vậy, vì chân như sắc khó so lường nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể so lường, cho đến 18 pháp Phật bất cộng chân như khó so lường nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể so lường. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật là vô lượng. Phật dạy: Đúng vậy, vì chân như sắc vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng, cho đến 18 pháp Phật bất cộng chân như vô lượng, cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu hành tánh sâu xa của sắc thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nếu hành tánh sâu xa của 18 pháp Phật bất cộng thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì tánh sâu xa của sắc tức chẳng phải sắc, cho đến tánh sâu xa của 18 pháp Phật bất cộng tức chẳng phải 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu hành tánh khó so lường của sắc thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nếu hành tánh khó so lường của 18 pháp Phật bất cộng thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì tánh khó so lường của sắc tức chẳng phải sắc, cho đến tánh khó so lường của 18 pháp Phật bất cộng tức chẳng phải 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu hành tánh vô lượng của sắc thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nếu hành tánh vô lượng của 18 pháp Phật bất cộng thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì tánh vô lượng của sắc tức chẳng phải sắc, cho đến tánh vô lượng của 18 pháp Phật bất cộng tức chẳng phải 18 pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật sâu xa, khó so lường, vô lượng thì khó tin hiểu, không nên thuyết cho Bồ Tát mới học Đại Thừa. Vì sao? Vì sợ những vị ấy nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, tâm sẽ kinh hãi, lo sợ, nghi hoặc, hoặc sanh tâm hủy báng, không tin hiểu, chỉ nên thuyết cho Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì vị này nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, tâm không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, không nghi hoặc, không sanh tâm hủy báng, mà có lòng tin hiểu sâu xa.
Bấy giờ trời đế thích hỏi Xá Lợi Tử, nếu thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho hàng Bồ Tát mới học Đại Thừa thì có những lỗi gì? Xá Lợi Tử đáp, nếu thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho hàng Bồ Tát mới học Đại Thừa thì người kia nghe rồi sẽ kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, sanh tâm hủy báng, không thể tin hiểu được, do đó tạo nghiệp tăng trưởng, nên trêu cảm, đọa vào đường ác, đắm chìm nơi ba đường ác, chịu khổ lớn lâu dài, khó chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy không nên ở trước các vị ấy mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Trời Đế Thích lại hỏi Xá Lợi Tử, có Bồ Tát chưa thọ ký vô thượng bồ đề, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm mà tâm không kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, không sanh tâm hủy báng, lại tin hiểu sâu xa không? Xá Lợi Tử đáp, Kiều Thi Ca, có, vì Đại Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát này nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, tâm không kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, không sanh tâm hủy báng mà có lòng tin hiểu sâu xa, nên biết Đại Bồ Tát này đã thọ ký quả vị vô thượng Đại Bồ Đề. Giả sử người chưa được thọ ký, thì không quá một vị Phật hoặc hai vị Phật quyết định sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề. Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát học Đại Thừa lâu dài, phát đại nguyện lâu dài, hành sáu pháp ba la mật đa lâu dài, và vô lượng vô biên Phật pháp khác, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, thì tâm không kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, mà có lòng tin hiểu sâu xa, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết cho người khác, hoặc lại viết chép tu hành như lời thuyết. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, con nay muốn nói một vài thí dụ, cúi xin Thế Tôn thương xót hứa khả. Phật dạy, Xá Lợi Tử, ông cứ tùy ý nói. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, như có các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Đại Thừa, trong mộng tu hành Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cho đến an tọa nơi tòa diệu bồ đề, nên biết người này gần đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Huống chi có Bồ Tát vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, khi thức tu hành Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa mà lại không mau chóng chứng đắc để cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hay sao? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này không bao lâu sẽ được cõi tòa diệu bồ đề chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu cứu độ các hữu tình. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, nên biết người này học Đại Thừa đã lâu dài, căn lành đã thành thục, cúng dường nhiều đức Phật, phụ sự nhiều bạn lành, trồng nhiều cội phước đức nên có thể thành tựu được việc này. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy mà tin hiểu, thọ trì đọc tụng tu tập, tuyên thuyết cho người khác, suy nghĩ đúng lý, nên biết người này hoặc đã được thọ ký Đại Bồ Đề, hoặc gần được thọ ký Đại Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân này, nếu như trụ nơi Đại Bồ Tát bất thối, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, là do được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, tin hiểu sâu xa, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, nương theo lời dạy mà tu hành, diễn thuyết cho người khác. Bạch Thế Tôn, ví như có người đi bộ qua đồng hoang, trải qua trăm do tuần, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm trăm, thấy thấp thoáng hình ảnh thành ấp, vương quốc, đô thành ở phía trước, người thả trâu, vườn, rừng, ruộng, vân vân, thấy các hình ảnh đó liền suy nghĩ, thành ấp, vương quốc, đô thành cách đây không xa, nghĩ như vậy rồi, thân tâm nhẹ nhàng an nhiên, không sợ ác thú, ác tặc, đói khát. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, sanh tâm tin hiểu sâu xa, nên biết chẳng bao lâu sẽ được thọ ký hoặc đã thọ ký, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này không sợ rơi vào địa vị thanh văn độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã được thấy nghe, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Đây là tướng đầu tiên của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, thừa hành thần lực Phật, ông cứ việc nói tiếp. Xá Lợi Tử bạch Phật,
Bạch Thế Tôn ví như có người muốn quan sát biển lớn lần lần đi tới, trải qua thời gian dài không thấy núi rừng nữa, liền nghĩ, trước cảnh trạng này thì cách biển chẳng bao xa, vì sao? Vì gần bờ biển đất thấp dần, không có các núi rừng. Bấy giờ người kia tuy chưa thấy biển, nhưng thấy cảnh gần đó bèn sung sướng vui mừng, ta nhất định sẽ được thấy biển, bản nguyện đã được viên mãn, người ấy rất thích thú. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, sanh lòng tin hiểu sâu xa, đại Bồ Tát này tuy chưa được Phật hiện tiền thọ ký, người ở đời sau trải qua nhiều kiếp như vậy sẽ được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhưng tự biết lời thọ ký ấy chẳng bao xa. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này đã được thấy nghe cúng dường cung kính, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Đây là tướng đầu tiên của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bạch Thế Tôn ví như hoa quả cây ở mùa xuân, lá cũ đã rơi, cành cây tươi tốt, mọi người thấy vậy liền suy nghĩ, hoa quả lá mới không bao lâu sẽ được mọc ra. Vì sao? Vì tướng ban đầu của hoa quả lá mới trổ ra, người nam nữ lớn nhỏ ở châu Thiện Bộ thấy cảnh ấy vui mừng sung sướng đều nghĩ như vậy, không bao lâu nữa chúng ta sẽ được thấy hoa quả sum suê. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, sanh lòng tin hiểu sâu xa, nên biết là do thiện căn đời trước được thành thục, cúng dường nhiều vị Phật, phụng sự nhiều bạn lành, không bao lâu sẽ được thọ ký đại Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này nên nghĩ như vậy, đời trước nhất định ta có sức thiện căn thủ thắng, có thể dẫn đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhờ vậy mà nay thấy nghe cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, thọ trì đọc tụng, sanh lòng tin hiểu, suy nghĩ đúng lý, tu tập tùy theo sức mình. Bạch Thế Tôn, nay trong hội này có các thiên tử đã thấy Phật thuyết pháp này ở quá khứ, nên hớn hở vui mừng và cùng bàn luận. Ngày xưa các đại Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa liền được thọ ký. Bây giờ các Bồ Tát đã nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, không bao lâu nhất định sẽ được thọ ký Bồ Đà. Bạch Thế Tôn, ví như người nữ mang thai đã lâu, thân thể chuyển động nặng nề, đứng ngồi bất an, ăn uống ngủ nghỉ ít dần, không thích nói nhiều, làm việc thường chán nản mỏi mệt, chịu nhiều thống khổ, cho nên được nghỉ ngơi không làm việc. Người mẹ chồng thấy dáng vẻ như thế, biết cô này không bao lâu sẽ sanh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, đời trước gieo trồng thiện căn, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự bạn lành lâu dài, các thiện căn thành thục. Bây giờ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, sanh tâm tin hiểu sâu xa, tu học tùy theo sức. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nhờ nhân duyên này nên biết không bao lâu được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lúc bấy giờ Phật khen ngợi Xá Lợi Tử: lành thay, ông khéo nói ví dụ về Bồ Tát, nên biết đều nhờ sức oai thần của Phật làm cho ông phát sanh biện tài như vậy. Khi đó thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ lạ, Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo phó chúc cho các đại Bồ Tát, khéo hộ trì các đại Bồ Tát. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đem lợi ích an lạc cho các hữu tình, thương xót nhiêu ích cho trời người. Nên khi các đại Bồ Tát này tinh cần tu học Bồ Tát Đạo, chỉ vì muốn lợi ích vô lượng trăm ngàn các hữu tình, dùng bốn nhiếp sự mà giữ gìn, một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Đại Bồ Tát này tự mình an trụ đúng đắn 10 thiện nghiệp đạo, cũng an lập cho người khác, khiến cho họ siêng năng tu học 10 thiện nghiệp đạo. Tự hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng khuyên người khác hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Tự hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này y chỉ vào phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy giáo hóa hữu tình, chứng quả dự lưu cho đến chứng đắc độc giác Bồ Đề, nhưng mình không chứng. Đại Bồ Tát này tự mình siêng năng tinh tấn tu Bồ Tát hạnh, cũng khuyên người khác tu các Bồ Tát hạnh. Tự mình an trụ Bồ Tát bất thối chuyển, cũng khuyên người khác an trụ
bất thối chuyển, tự siêng năng tinh tấn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, cũng lại khuyên người trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tự siêng năng phát khỏi thần thông Bồ Tát, cũng khuyên người khác phát khỏi thần thông Bồ Tát, tự siêng năng trang nghiêm thanh tịnh pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người khác siêng năng trang nghiêm thanh tịnh pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Tự mình chứng đắc viên mãn biện tài, cũng khuyên người khác được viên mãn biện tài. Tự hộ trì viên mãn sắc thân, đầy đủ các tướng tốt, cũng lại khuyên người khác hộ trì viên mãn sắc thân, đầy đủ các tướng tốt. Tự hộ trì viên mãn hạnh đồng chân, cũng khuyên người khác hộ trì viên mãn hạnh đồng chân. Tự tu hành bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng, cũng lại khuyên người khác tu hành bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng. Tự chấm dứt tập khí phiền não tương tục, cũng lại khuyên người khác chấm dứt tập khí phiền não tương tục. Tự chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình, cũng lại khuyên người khác chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình. Lúc bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, bạch Thiện Thệ, hy hữu thay, các đại Bồ Tát thành tựu đại công đức như vậy, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, độ các hữu tình đến tận đời vị lai. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế nào để mau được viên mãn? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, không thấy sắc tăng hoặc giảm, không thấy thọ tưởng hành thức tăng hoặc giảm, cho đến không thấy trí nhất thiết tăng hoặc giảm, không thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tăng hoặc giảm, đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy, mau được viên mãn. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, không thấy đây là pháp, đây là phi pháp, không thấy đây là quá khứ, đây là vị lai, đây là hiện tại, không thấy đây là thiện, đây là bất thiện, đây là vô ký, không thấy đây là hữu vi, đây là vô vi, không thấy đây là dục giới, đây là sắc giới, đây là vô sắc giới, không thấy đây là bố thí Ba La Mật Đa, cho đến đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến không thấy đây là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Vì sao? Vì tất cả pháp vô tánh tướng, vô tác dụng, không thể chuyển, không dối trá, tánh không cứng chắc, không tự tại, không cảm thọ, xa lìa ngã, cho đến xa lìa người thấy. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lời Như Lai thuyết thật bất khả tư nghì. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, Như Lai đã thuyết thì bất khả tư nghì. Thiện hiện, nên biết sắc bất khả tư nghì, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghì. Thọ tưởng hành thức bất khả tư nghì, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghì. Cho đến trí nhất thiết bất khả tư nghì, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghì. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả tư nghì, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghì. Nếu đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tuy như thật biết sắc bất khả tư nghì, nhưng không khỏi tưởng bất khả tư nghì, cho đến tuy như thật biết trí nhất thiết tướng bất khả tư nghì, nhưng không khỏi tưởng bất khả tư nghì, thì đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm mau được viên mãn. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đối với sắc cho đến trí nhất thiết tướng không khởi tưởng bất tư nghỉ hoặc bất khả tư nghỉ, thì đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm mau được viên mãn. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, ai có thể tin hiểu? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật Đa lâu dài, gieo trồng thiện căn lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành, thì đại Bồ Tát này đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm sanh lòng tin hiểu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao biết được đại Bồ Tát này tu sáu pháp Ba La Mật Đa lâu dài, gieo trồng thiện căn lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đối với sắc không khỏi phân biệt không khác, đối với thọ tưởng hành thức không khỏi phân biệt không khác, đối với tướng sắc không khỏi phân biệt không khác,
Đối với tướng thọ tưởng hành thức không khỏi phân biệt không khác. Đối với tánh sắc không khỏi phân biệt không khác. Đối với tánh thọ tưởng hành thức không khỏi phân biệt không khác. Cho đến đối với trí nhất thiết không khỏi phân biệt không khác. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không khỏi phân biệt không khác. Đối với tướng trí nhất thiết không khỏi phân biệt không khác. Đối với trí